bức tranh tỷ đô video buộc phải xem chào mừng anh chị đã cùng quay trở lại với channel ngọc Thị invest chúng ta cùng quay trở lại về những cái bản tin cuối tuần đây là những cái bản tin nó rất là quan trọng để giúp cho anh em hình dung được cái bức tranh trong khoảng thời gian tới thì thị trường nó sẽ diễn biến như thế nào và chúng ta nên chuẩn bị gì để chúng ta có những cái kế hoạch nó thật là tốt nó thật là gì hiệu quả để chúng ta đánh trong một cơn áp sắp tới thì video này em sẽ chia ra làm một số phần liên quan đến cái việc mà tâm lý của các nhà đầu tư cũng như là gì cái phương hướng để hình thành một cơn áp và cái kế hoạch của chúng ta là gì đây cũng như là cái sai lầm của các nhà đầu tư khi tham gia thị trường ở trong giai đoạn này thì anh em sẽ cùng tìm hiểu trong cái video ngày hôm nay. Đây là một cái video mà em hết sức là tâm huyết và chi tiết. Anh em nhớ xem kỹ để anh em có thể là gì, hình dung ra được cái bức tranh của thị trường, hình dung ra được là cái tâm lý của mình đang như nào để mình gì, mình chuẩn bị một cái tâm lý, chuẩn bị tiền bạc, chuẩn bị một cái gì phong thái để mình gì, để mình gom cổ phiếu và gì, mình ngồi yên ở trong giai đoạn này để mình sẽ kiếm tiền trong thời gian tới nó sẽ rất là tốt nhá. Thì đây là một cái bản tin cuối tuần mà gần như là sẽ được là mong chờ nhất thì anh em sẽ cùng tìm hiểu trong buổi livestream ngày hôm nay. Rồi thì uh, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua cái tuần vừa qua Ha. cái tuần vừa qua thì chúng ta sẽ thấy là ở trong cái khoảng thời gian vừa qua ấy, uh, có rất là nhiều những luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt là ở trong những cái khu vực đâu đó lanh quanh khoảng uh, thị trường đi kéo về 1277 cho đến là gì 1290 là luôn luôn có những cái dấu hiệu thị trường nó đến những cái pha người ta gọi là cái vùng quá chửi ấy anh chị nghĩa là ở trong cái giai đoạn này khi mà em có phân tích cho anh em khá là nhiều rồi đấy chính là gì là nó đang ở trong một cái mô hình gọi là mô hình VCB bi thu hẹp thì tại sao nó lại xuất hiện ở trong giai đoạn này và thường nó sẽ bắt đầu một cơn uptrend khi mà thị trường nó gì nó xuất hiện những cái mô hình này bởi vì cái đời, điều đầu tiên ấy khi mà thị trường nó muốn tăng trưởng ở trong giai đoạn này thì bắt buộc nó phải rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ đu hàng ở khu vực cao hoặc là gì các nhà đầu tư mà có có hàng giống như kiểu ở hệ thống của bên em là gom đâu đó khoảng một hai bốn một hai bốn năm cho đến là những cái khu vực đâu đó khoảng một hai sáu tám này là bên bên em tranh thủ là bên em gom hàng từ rất là sớm thì đến trong khoảng thời gian hiện tại ấy, thì gần như là những con mã cổ phiếu nó đã gì có khoản điểm lại rất là lớn rồi. Nên là khi mà gì chỉ cần thị trường nó gì nó có những cái biến động ấy thì gần như những cái tài khoản của khách hàng của em không bị ảnh hưởng. Còn hầu hết tất cả những cái điểm mua mà khi mà FOMO ở trong giai đoạn này thì anh chị thấy là gì là FOMO là ăn bô hết, FOMO là không có lời hết, đúng không? Và càng ngày này, càng ngày những cái gì những cái xung lực của thị trường nó càng ngày càng đi vào vùng biên hẹp. Nó cho thấy là gì các nhà đầu tư, các tổ chức ấy người ta đang đặt ra một cái gì một cái vị thế mà buộc các nhà đầu tư trong cái trạng thái gọi là lo lắng trong cái trạng thái là sợ hãi nghĩa là cảm giác như kiểu là thị trường nó càng ngày càng nhanh hơn thị trường nó càng ngày gì càng ngày càng có những cái dấu hiệu là gì rủi ro hơn đấy để tất cả các nhà đầu tư chọn tham gia vào thị trường đặc biệt là mua gì mua quá trễ thì dẫn tới khả năng gặp rủi ro trong ngắn hạn thì em chia sẻ với anh em này không phải là lúc đầu lần đầu tiên mà thị trường nó diễn biến như này trong rất là nhiều lần thị trường nó đã diễn biến như vậy rồi để hình thành một cái cơn gì cơn uptrend ví dụ như sóng gần nhất của chúng ta là gì sẽ cái sóng đầu năm của năm 2023 đúng không sau khi mà thị trường nó cũng có những cái mô hình nêm như này thì cái vấn đề ở đây là sau khi mà hình thành mô hình nêm thì nó cũng có những cái dấu hiệu là gì đi gọi là vùng biên hẹp của thị trường thì tại sao nó lại xuất hiện như cái này thì em có chia sẻ với anh em này để mà bắt buộc các nhà đầu tư nhỏ lẻ mà tham gia vào thị trường mà bị sợ hãi hoặc cũng cũng như là gì là cảm giác thị trường nó rủi ro thì bao giờ cái vùng biên này nó lúc đầu là anh chị thấy là gì nó đi đường một đoạn thì anh chị cảm thấy là mình có thể được hưng phấn, mình có cảm giác như kiểu là thị trường nó sẽ đi lên ngay trong một cái khoảng thời gian gì khoảng thời gian khá dài đâu đó khoảng vài tuần. Sau đó là sao? Sau đó các nhà đầu tư bị sợ hãi đâu đó khoảng một vài tuần. Nhưng nó tiếp tục nó xuất hiện những cái mô hình y chang như thế này nhưng về cái tâm lý của mọi người sẽ bị trong khoảng thời gian nhanh hơn đúng không ví dụ như từ đây mà nó kéo dài lên đây đâu đó cỡ khoảng là gì cỡ khoảng đâu đó khoảng 2 tuần nhưng từ đây lên đến đây nó đâu đó cỡ khoảng là gì là, là khoảng hơn một tuần nữa anh chị đấy và dần 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 ấy cái trạng thái của tâm lý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ ấy, sẽ trong một cái trạng thái rất là lo lắng nghĩa là vừa mua hàng xong thì hàng về hàng chưa về là lỗ rồi hoặc là vì vừa đu ở khu vực thấp ở khu vực cao xong ấy thì hàng về là lỗ rồi nghĩa là nó sẽ rìu cho anh chị một cái tâm lý là gì là cảm giác như thị trường nó cực kỳ rủi ro cảm giác như thị trường nó lừa dối mình đó cảm giác như là thị trường nó gì nó không còn gì để mà mình chơi nữa ấy đấy là lúc gì là lúc tất cả các nhà đầu tư kể cả nhà đầu tư mà có hàng ở vị thị, vị thế nó thấp như kiểu của bên em cũng có xu hướng là muốn bán hàng ra Ví dụ như bản thân em khi em tham gia thị trường trong khoảng thời gian khá là dài rồi và em đã từng trải qua những cái cảm giác đấy rồi anh chị là kể cả như những cái vị thế mà bên em gom hàng đây này những cái phiên của những cái phiên như cả hôm trước ấy, thì sao thì cái cảm giác đấy nó vẫn ùa về cái cảm giác là gì mình muốn bán hàng ra bán quách đi cho nó xong ấy thì sao thì đấy là gì đấy là những cái cảm nhận mà hầu như tất cả chúng ta đều cảm nhận được thì khi mà ai mà có vị thế thì người ta muốn chốt lời đúng không ví dụ như anh chị có ở đây và ở đây anh chị cũng sẽ muốn chốt lời thì khi mà gì những ai mà muốn uh, mua hàng cái khu vực mà bị cao ấy thì khi mà hàng về lỗ là người ta cắt rồi nghĩa là gì nghĩa là để ép gọi là gần như là vắt kiệt sức tất cả những nhà đầu tư mà có hàng ở trong giai đoạn này phải bán hàng ra ở khu vực thấp nhất thì khi đó thì sao là vắt đến cái lượng hàng cuối cùng thì tổ chức nó người ta sẽ đánh lên nên là trong cái khoảng thời gian gần đây ấy, anh chị phải lưu ý là gì là nó đã vào vùng biên cực kỳ hẹp của thị trường nghĩa là thị trường nó càng giao động hẹp ấy, là càng để cho tâm lý của nhỏ lẻ trong một cái trạng thái cực kỳ lo lắng thì lúc đấy là sao lúc đấy là thị trường nó có thể lên bất cứ lúc nào bởi vì căn bản là cái lượng gì cái lượng cung nó không còn nữa cái cái lượng hàng nó không còn nữa và nhà đầu tư cũng không còn tha thiết khi tham gia vào thị trường này nữa và em có phân tích đối với những anh em nào ở trong nhóm ấy Đúng không? Em có phân tích đối với những anh em nào ở trong nhóm, đặc biệt là nhóm khách hàng Trong khoảng thời gian gần đây là em phân tích rất là kỹ Nếu như anh em mà ở trong nhóm khách hàng thì anh em đều biết, đúng không? Ví dụ như những cái hình ảnh như thế này em có chia sẻ này đấy là ở trong cái giai đoạn này, giai đoạn gì sợ hãi tột độ nghĩa là khi mà thị trường nó đi xuống và tất cả mọi thứ nó giống như kiểu thiên nga đen ấy, thì là người ta sẽ có xu hướng là gì bán hàng ra đấy và sau khi mà gì sau khi mà thị trường đi lên này thì sao thì cái tâm lý hưng phấn bắt đầu ùa lên này tâm lý hưng phấn bắt đầu ùa lên và đến khu khu vực này là sao không chịu nổi nữa bắt đầu đu hàng vào thì lúc đó thị trường nó điều chỉnh để rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư mua ở đây này xuống đây là cắt lỗ hết đúng không là lúc đấy là quản trị rủi ro trong sợ hãi và tiếp theo nữa là khi mà đi lên trên khu vực này là sao là những cái khu vực gì cao của thị trường và gì và tổ chức người ta luôn luôn ép anh chị phải mua bán ở trong khu vực này và cái biên độ đấy là 20 điểm nha anh chị nhé biên độ ở đây bên này bên này là 20 điểm này thì nó ép các anh chị phải đầu phải giao dịch ở trong khu vực cao và đẩy tâm lý của anh chị hưng phấn tột độ đó thì giao thì mình vừa hưng phấn một cái thì về sau thì hàng về là lỗ lại bị bị chỉnh nghĩa là cái việc mà ở phô mô ván bô này và cái thời gian mà nó uh, nó kéo dài cái quy trình đấy nó càng ngày càng ngắn hơn đi và ở khu vực này nó cũng vậy đấy và giai đoạn này thì em chia sẻ với anh em là đây là giai đoạn mà chán hẳn cục cực của thị trường. Giai đoạn này ấy, khi mà anh em tham gia vào thị trường anh em sẽ thấy là gì? Rất là chán. Mua thì hàng về thì lỗ mà mua đúng điểm thì hàng về chưa có ăn được nghĩa là ví dụ như bây giờ ở trong giai đoạn này mà ai mà ăn được giống như kiểu là room khách hàng của bên em ấy ví dụ như anh em có thể thấy là những cái 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 vị thế của bên em nó thấp ở khu vực này này và khu vực này thì với có có lợi nhuận còn hầu hết anh em mà mua mới trong giai đoạn này ấy, thì anh em chỉ cần bị mua sai điểm thôi là anh em sẽ thấy là gì là hàng về là lỗ liền nên là em chia sẻ với anh em là ở trong giai đoạn này nếu như anh em mà muốn thì tham gia cùng với bên em thì phải tham gia từ sớm chứ còn khi mà để cho nó thị trường nó quá rõ ràng thị trường nó vẫn còn đang đi lình xình như này em cho rằng nó là cơ hội tốt này còn lúc mà nó gì qua cái giai đoạn chán nản cùng cực nó đi lên luôn ấy, thì bên em sẽ không tư vấn cho anh chị để gì để tham gia vào đầu tư nữa anh chị nhá nên là mua nó phải có điểm chứ không phải là điểm nào chúng ta cũng mua được đấy thì khi mà chúng ta nhận ra được một điều là gì là tổ chức người ta đang gì đã set up một cái trận địa là gọi là gì về cái việc chán nản cùng cực ở trong giai đoạn này thì em dự kiến là thị trường nó sẽ gì kéo dài đâu đó khoảng một hai tuần nữa còn nhanh thì ít nhất là khoảng một tuần nữa khi mà thị trường nó gì đi sideways quay ở đây nào, nó sẽ rất dễ đi lên trong khoảng thời gian sắp tới nhá ấy nên là anh chị phải lưu ý cái vấn đề đó để đánh còn đương nhiên là sẽ có một số bên chia sẻ với anh em là cái việc mà thị trường đao chen các thứ em chia sẻ thẳng luôn quan điểm của em là thị trường nó sẽ áp chen chứ không phải đao chen được bởi vì đao chen là chỉ khi nào gì chỉ khi nào nhỏ lẻ cảm giác là hưng phấn về thị trường về nhỏ lẻ đang kiếm được rất là nhiều tiền đúng không và nhỏ lẻ đang có một xu hướng là gì muốn nạp thêm tiền vào tài khoản để mua các con mã cổ phiếu thì lúc đấy là gì thị trường nó mới đi lên được chứ bây giờ hiện tại ấy anh chị thấy là nhỏ lẻ bây giờ bảo thị trường uptrend nhỏ lẻ có tin không không tin chính bản thân chị anh chị anh chị cũng có tin không, không tin được đúng không và chính bản thân anh chị còn đang sợ hãi thị trường thì bây giờ là nếu như nó là phân phối nó là đao chen thì bán cho ma à anh chị đúng không ví dụ như người ta phân phối quá trình phân phối là gì là phân phối giữa lượng hàng từ nhà đầu tư tổ chức và bán hàng cho nhỏ lẻ ở khu vực cao thì lúc đấy bắt buộc nhỏ lẻ phải ở trong trạng thái cực kỳ hưng phấn có nghĩa là giá nào người ta cũng muốn mua giá nào người ta cũng thấy là rẻ thì người ta với gì người ta phải thấy nó là gì là phân phối chứ chứ bây giờ hiện tại nó đang cầm hàng bao nhiêu mà mà phân phối bây giờ hiện tại phân phối phân phối cho ma à? Đúng không? Có nghĩa là hiểu một cái quy trình của thị trường thì chúng ta sẽ hiểu được cái cách mà thị trường nó vận hành. Thì khi mà anh chị xem video của em, em chia sẻ cho anh chị rất kỹ về cái điều đó thì anh chị sẽ rất là an tâm trong cái việc mà gì? Đầu tư và cũng như là xuống tiền. Đúng không? Thì cái tâm lý của của chúng ta ở trong giai đoạn này khi nào càng chán thì nó sẽ là càng tốt. Càng chán nó sẽ là càng càng là cơ hội. Ví dụ như em có chia sẻ đối với những anh em khách hàng trong nhóm này, ngay từ những cái phiên mà ở trong phiên ngày 17 tháng 10 anh em này. Nếu như anh em là khách hàng anh em được tư vấn và được chia sẻ rất là kỹ. Đây Ví dụ như ở đây đây. Đây, thị trường chán là thị trường sắp lên này anh em này. Ngày 17 tháng 10 lúc gì? Lúc 10 giờ 43 phút này. Đấy, có nghĩa là 10 giờ 43 phút là lúc đấy thị trường nó đang chán ở trong những cái giai đoạn như này này ở, ở phiên này nó phải phiên chiều là về kéo đúng không anh em đấy là em đã tư vấn cho anh em là gì là cơ cấu về những cái dòng bất động sản nếu như anh em còn kẹt này có nghĩa là cái dòng bất động sản em đã cơ cấu từ sẵn trước đó, đó rất là lâu rồi anh em đấy và những cái con mã cổ phiếu khi mà em gom hàng khu vực thấp em không có bán hàng ra đấy, anh em có thể thấy là hầu hết tất cả những cái gì những cái vị thế của bên em là em đều public để cho anh em có thể coi được và anh em xem về những cái danh mục của hệ thống bên em và không có dầu giếm anh em nhá ví dụ như ở đây anh em sẽ thấy là gì những cái con như kiểu stb này là em gom 29.6 đến bây giờ vẫn giữ và tỷ trọng vẫn full. Đấy và lợi nhuận đâu đó khoảng 20% đúng không? Còn những cái con như kiểu TCB này 11% hay là MB Bank đâu đó khoảng 8% thì anh em, em biết là những cái vị thế trước đó của bên em là có những cái vị thế nó rất là tốt. Nên là ở trong giai đoạn này này là những con mã cổ phiếu về bánh loại 1 ý, nó đang có những cái dấu hiệu xây nền của thị trường thì anh em phải tập trung Đấy, nếu như muốn vào trong nhóm để đồng hành cùng với em thì phải vào sớm hoặc liên hệ trực tiếp cho với cái số của bên em hoặc số số bé trợ lý. Đấy, thu thương thì bé đấy sẽ hỗ trợ cho anh em vào nhóm sớm. Còn sau khi mà thị trường nó có những cái pha điều chỉnh này, nó có thể đi lên bất cứ lúc nào nhá. Khi mà thị trường nó đã đủ những cái biên độ tích lũy, đủ những cái cái độ giật gân, đủ những cái độ gọi là um, tận ép tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ thì bắt đầu là nó sẽ lên bất cứ lúc nào. Còn đương nhiên điểm mua thì nó sẽ phải khi thị trường điều chỉnh và trong thời gian tới thị trường điều chỉnh nó sẽ là cái cơ hội để anh em gom hàng thì về cái mặt mà liên quan đến 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 đầu tư cũng về mặt những liên quan đến cái vấn đề mà nguyên lý để hình thành một cái cơn uptrend thì em chia sẻ với anh em như thế này này để mà hình thành một cái cơn uptrend ấy, thì bao giờ cái cái đầu tiên này là nó phải có dòng dẫn được chưa nghĩa là để mà hình thành một cái cơn uptrend là nó phải có dòng dẫn và ở đây chúng ta đã có dòng dẫn là về gì có dòng dẫn là về gì về banh rồi nghĩa là hiện tại banh nó đang là dòng dẫn của thị trường được chưa banh nó đang là dòng dẫn của thị trường và nó gì nó giúp cho thị trường leader thị trường để kéo thị trường đi lên ngoài ra để mà có một cái điều quan trọng nữa mà để giúp cho thị trường nó đi lên và nó trở thành một cơn áp trên đây chính là gì đây chính là dòng tiền lan tỏa được chưa dòng tiền lan tỏa đấy chưa dòng tiền lan tỏa ra tất cả các nhóm ngành thì nó mới hình thành được một cái cơn áp gọi là áp trên mạnh thì khi mà anh em biết được những cái điều như vậy Khi mà anh em tham gia thị trường anh em biết được cái vấn đề là gì Là dòng banh đã làm dòng dẫn rồi Nó đã có một điều kiện rồi Thì điều kiện thứ hai là dòng tiền lan tỏa ờ ừ, thì dòng tiền lan tỏa nó xuất hiện vào những cái dấu hiệu như thế nào ví dụ như dòng tiền xuất hiện khi mà gì khi mà những cái dòng mà liên quan đến yếu nhất nó đã gì nó đã hình thành những cái việc mà gì tạo ra tạo đáy của thị trường ví dụ như có dg này nó hình thành tạo đáy này đấy hoặc là đích này được chưa nó hình thành những cái việc mà tạo đáy và nó không có dấu hiệu suy giảm nữa ví dụ như con này nó tăng nó không tăng được nhưng mà về giảm thì nó sẽ không nó sẽ không giảm nữa Đó, ý nghĩa là những con cổ phiếu mà nó đã yếu rồi là nó sẽ gì nó sẽ đi ngang chứ nó không thể suy giảm được nữa hoặc ví dụ như là PR này hoặc ví dụ như kiểu là sell này đấy hoặc những cái dòng liên quan đến gì liên quan đến uh, về đầu tư công đi anh chị sẽ để ý ví dụ như đầu tư công này em bật cho anh chị coi này ví dụ như kiểu KBC này anh chị này đúng không đấy KBC này Đúng không? Đây này, nó hình thành đáy và nó gì nó đang có dấu hiệu đi ngang của thị trường và nó không không gì, không giảm nữa này. Hoặc là những con như kiểu là CI này chẳng hạn như vậy đúng không thì anh em sẽ thấy là gì là cái dấu hiệu của những con mã cổ phiếu là nó sẽ không gì nó sẽ không suy giảm nữa nghĩa là bây giờ chỉ cần là gì dòng tiền nó đồng thuận và nó kéo thị trường đi lên đặc biệt là kéo dãy dòng lít đi lên là dòng banh kéo lên vượt nghìn ba thì những con cổ phiếu này, này nếu như nó là dòng yếu nó sẽ đi ngang còn ví dụ như nó là dòng gì đồng thuận về thị trường thì nó có dòng tiền đi vào thì nó cũng sẽ đi lên được nhưng để mà đi lên mạnh thì không thể nào bằng vòng banh được anh em có thể để ý về những cái cơn upchen uh, từ trước đó này nó sẽ rất là đơn giản nếu như anh em đã tìm hiểu kỹ về thị trường Ví dụ như ở đây là ẩn này Rồi uh, bỏ công cụ vẽ này Anh em sẽ thấy là ở trong giai đoạn đầu tiên của thị trường chúng ta có những con mã cổ phiếu gì Ví dụ như trong giai đoạn này là của tháng 2, tháng 3 của năm 2 gì Của năm 2023 thì chúng ta có xuất hiện của dòng dẫn là đấy chính là dòng gì Dòng chứng khoán chúng ta có gì có FTS Đúng không? Đây khi mà thị trường nó đi ngang nhưng thì nhưng những con mã cổ phiếu của gì của dòng chứng khoán nó đã tạo đáy nó đi lên trước được chưa và nó tăng trưởng khi mà thị trường nó đi lên một cái là gì là những con cổ phiếu nó đã đi lên đâu đó khoảng ba mươi mấy phần trăm rồi được chưa? Có nghĩa là nó đi lên trước thị trường Tiếp theo là những con cổ phiếu như kiểu là CTS này Anh em có thấy không? Đây, nó bắt đầu là nó đi lên trước thị trường này Đây là thị trường nó đang gì? Nó đang đáy đi ngang đúng không? Nó chưa đi lên, nhưng mà lúc đấy là gì? Những con cổ phiếu như CTS nó đã đi lên từ đáy đi lên đâu đó khoảng 30% rồi Hoặc chúng ta có gì có thì uh, HCM đi chẳng hạn Đây, anh em thấy không? Đây, nó bắt đầu là nó tạo ra nó đi lên trước rồi Hay chúng ta có gì có BSI Đúng không? Đây, thấy không? có nghĩa là ngay từ những cái lúc mà thị trường nó đi ngang này là những con mã cổ phiếu này nó đã đi lên trước rồi thì bây giờ nó đang giống những cái dòng nào anh chị nó giống dòng banh trong cái thời điểm hiện tại đúng không nhưng mà trong cái khoảng thời gian đấy thì sao tất cả các dòng mà nó gì nó có sự đồng thuận này. chúng ta để ý ví dụ như đấy này này nó có sự đồng thuận này nó đi cùng với thị trường chung đấy thị trường chung đi lên nhưng nó đi ngang có nghĩa là cái dòng này nó yếu đúng không dòng tiền không đi vào nhưng về bản chất là nó không rơi nữa đúng không những con cổ phiếu như là là gì là hpg đi chẳng hạn này. đấy, mỗi dòng lấy một con cho nó máu đây anh em thấy không? Đấy, thị trường nó đi ngang, nó đi ngang luôn chứ nó không không có rơi nữa, đúng không? Chúng ta có gì? Có uh, NKG đi chẳng hạn, đây, đúng không? Hay chúng ta có HT1 đi chẳng hạn Đây anh em thấy không? Là nó có những cái dấu hiệu gọi là đi ngang của cổ phiếu chứ nó không rơi nữa Hay chúng ta có những con mã cổ phiếu khác, ví dụ như là gì? Uh, CI đi chẳng hạn, đấy, kiểu kiểu như này, anh em thấy không? là nó có những cái sự đồng thuận của cổ phiếu và nó không thị trường nó không còn rơi nữa đấy và thị trường nó không còn những cái dấu hiệu gọi là những con cổ phiếu thị trường đi lên những con cổ phiếu về banh đi lên chẳng hạn nhưng mà ra hoặc là trong giai đoạn này những con cổ phiếu về bên chứng khoán đi lên chẳng hạn nhưng những con này nó không đi lên nữa à nó không đi rơi xuống nữa nhưng mà nó gì nó sẽ tạo đáy và nó sẽ đi ngang thì đấy là những cái dấu hiệu đồng thuận của thị trường và cho thấy là những cái tín hiệu tức là tích cực của thị trường khi mà thị trường nó gì nó hình thành đáy và nó đi lên đó ví dụ như SSI chẳng hạn này anh em thấy không đây là những cái dòng mà leader của thị trường trong cái giai đoạn mà tháng ba năm 2023 và bắt đầu nó nó đi lên trước. Đúng không? Thì anh em thấy là gì? Anh em thấy là luôn luôn nó có những cái dấu hiệu mà anh em có thể nhìn thấy trước. Mặc dù ở đây là anh em thấy là thị trường nó đi ngang, gần như là giả uh, 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 gì chỉ số không thay đổi nhưng mà các con mã cổ phiếu về chứng khoán nó đã tăng mười mấy phần trăm rồi. Thì ở trong giai đoạn này chúng ta sẽ thấy là những con mã cổ phiếu nào nó đang gì? Nó đang có sự đồng thuận như vậy. Chúng ta có thấy là những con cổ phiếu về bên banh, ví dụ như là gì? Ví dụ như STB. Đúng không? Ví dụ như STB này, anh em thấy không? thị trường đi ngang nhưng cổ phiếu đi lên thì cho thấy là dòng này là dòng leader thì cái vấn đề ở đây là gì dòng banh đã là dòng leader rồi chúng ta không nói ví dụ là tcb này đúng không thị trường đi ngang nhưng mà cổ phiếu đi lên 10% đúng không hay là những con cổ phiếu như là gì mới với đúng không thị trường đi ngang nhưng cổ phiếu đi lên thì đây là cái vấn đề đề mà chúng ta đều nhìn thấy và nó đã có những cái dấu hiệu rất là tích cực của thị trường ở à, ờ, đấy và khi mà anh em ở trong room của khách hàng anh em sẽ thấy là em chia sẻ với anh em rất là kỹ từ những cái việc mà cơ cấu danh mục chuyển sang dòng dẫn rồi từ những cái việc vị thế đi vào rồi từ những con mã cổ phiếu để sao để mình vào được những cái khu vực thấp nhất của thị trường và đến bây giờ có những cái biên độ lợi nhuận nó lớn thì dẫn tới là gì dẫn tới là bây giờ thị trường coi như là cái vị thế đấy gần như là chấp chỉnh luôn anh em nghĩa là bây giờ kể cả thị trường nó có điều chỉnh thì bên em cũng không có thì bên em cũng không có những cái dấu hiệu gặp rủi ro đấy anh em nhìn thấy không Đấy, còn những con này là những cái con mà mua sau này thì đương nhiên là cái khoản lợi nhuận nó không bằng. Trong cùng một cái khoản thời điểm thì chúng ta không gom được hết tất cả những con mã cổ phiếu. Nhưng khi mà chúng ta gom chúng ta phải gom từ những cái giai đoạn thấp nhất của thị trường. Đấy, và bên em gom là bên em nắm giữ cổ phiếu chứ không có gì không có xu hướng bán ra khi mà thị trường nó thì nó chưa có những cái xu hướng tăng trưởng mạnh. Đấy thì anh em sẽ thấy là gì? Là ở trong giai đoạn này nó đã hình thành một cơn uptrend rồi. Và trong giai đoạn này những cái dòng nó đang yếu nhất. Đấy như dòng gì? Dòng đầu tư công nó đã tạo đáy này, hoặc như những cái dòng về bên bất động sản nó cũng đã có những cái dấu hiệu tạo đáy của thị trường và nó đang có những cái dấu hiệu ngừng rơi của cổ phiếu đúng không dg này pr này rồi là gì những con mã cổ phiếu khác của bên dòng chứng khoán như cổ đạt phương này đấy nó đã ngừng rơi và nó đã đi ngang rồi nhưng mà tại sao trong thời gian này này em không đầu tư con những con mã cổ phiếu như thế này bởi vì nó chưa phải là những cái dòng dẫn của thị trường và nó không phải là những cái dòng mà nó đang có tiền đi vào Ví dụ như anh em có thể nhìn thấy là những cái dòng như kiểu là gì thép này rồi là banh ở trong cái giai đoạn mà đầu của chu kỳ của năm 2023 này anh em đánh những con cổ phiếu này, nó không tăng lên nhiều và nó cứ gì nó cứ đi lình xình đi ngang đi ngang ấy. và đến lúc khi mà thị trường nó đi tăng trưởng mạnh thì bắt đầu là nó phải có sóng nó giống như những con cổ phiếu như thế này nó cứ đi ngang này này thì anh em sẽ không bao giờ kiếm được tiền đấy và khi thị trường nó đi tăng trên trưởng mạnh thì nó chỉ đi tăng lên được có một tí thôi nó không thể nào tăng trưởng mạnh được bằng những cái dòng dẫn nên là thời điểm hiện tại ấy, để mà anh em có một cái kế hoạch uh, xây dựng cái kế hoạch tốt và đánh ở trong cái khoảng thời gian này này thì em chia sẻ với anh em là gì là chỉ nên tập trung vào dòng dẫn thôi. Nghĩa là cái dòng nào hiện tại nó đang có tiền, dòng nào hiện tại nó đang gì nó đang được dòng tiền ủng hộ thì anh em gì anh em cứ tập trung vào những cái dòng đấy anh em đánh thì nó sẽ là ok hơn nhá. Được chưa? Nhưng mà nó có hai điều mà anh em nên lưu ý khi mà thị trường nó gì nó ở trong cái giai đoạn này này nó hình thành này. Ví dụ như chúng ta vào VN-Index đi. Đúng không? là chúng ta sẽ có hai dấu hiệu là gì là dòng dẫn là banh rồi có dòng dẫn đi lên cái thứ hai là dòng tiền nó đang có những cái dấu hiệu lan tỏa rồi và ngừng rơi của các con mã cổ phiếu yếu thì nó phải có hại một hại, hai điều quan trọng nữa đấy chính là gì là để mà gì để mà thị trường này nó không phải là cú Úp bô ấy. thì những cái dòng banh này này nó sao giờ những cái hai điều này được chưa là những cái dòng banh dòng banh này nó sao nó không bị bán thảo ờ không bị bán thảo Uh, có nghĩa là khi mà hình thành một cái cơn uptrend ấy thì có có những cái lúc mà thị trường nó gì nó úp bô các nhà đầu tư hoặc úp bô chính tất cả chúng ta luôn và chúng ta luôn luôn phải ngờ những cái điều đấy trước khi mà nó xảy ra nghĩa là giả sử như dòng bay nó kéo lên nhưng có nhưng nhưng mà đến một thời điểm nào đó khi mà thị trường nói thì nó gì nó kèo cố mà nó không được mà nó làm một cái cây như này này thì tốt nhất là là, là nhà lấy đấy về đúng không? nó hình thành một cái 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 uh, uh, biên độ rơi của cổ phiếu tăng trưởng mạnh uh, giảm mạnh như này cùng với vô lớn như này là coi như là té được chưa? thì sao thì những cái dòng liên quan đến banh mà nó chỉ cần có những cây như này thôi là anh em té là anh em đường ai lấy về được chưa? và chúng ta phải phòng ngừa cho cái việc rủi ro như thế này để đánh được chưa và cái xác suất này em em cho rằng nó chỉ rơi vào đâu đó khoảng là 10 phần thôi 5 phần trăm đến 10 phần thôi đấy nó giống như kiểu chúng ta đang cầm uh, con ba quy vậy đấy thì chúng ta trong liêng thì chúng ta chỉ thua mỗi 3 k ba s thôi có nghĩa xác suất nó rất là thấp nhưng chúng ta sẽ gì chúng ta sẽ gì phòng ngừa cái trường hợp này hay. này có nghĩa là banh có bị bàn tháo hay không đúng không đấy và cái thứ hai nữa là gì đấy cái thứ hai nữa là gì là theo dõi ở ờ, theo dõi gì theo dõi các mã cổ phiếu khác ở ờ, các mã cổ phiếu khác như là gì như là bất động sản này, như là thép, như là gì chứng khoán, dần gì, dần tạo đáy và đi lên. Đấy, và đi lên. Đấy, nếu như mà nó gì, nó có những cái dấu hiệu như thế này thì sao thì nó rất là ok. Đấy, và chúng ta luôn luôn chúng ta phải gì chúng ta nhìn nhận ra bức tranh như này và chúng ta thấy là hai cái điều này nó đang đi song song với chúng ta thì chúng ta cứ yên tâm và chúng ta mua cổ phiếu. Được chưa? Đấy, chúng ta cứ yên tâm và chúng ta đánh những con cổ phiếu trong giai đoạn này. Được chưa? Đấy còn gì còn trong một cái cơn sóng ấy để mà anh chị đầu tư tốt thì bao giờ anh chị cũng phải gì anh chị cũng phải tập trung cho em nguồn tiền lớn nhất và về dòng dẫn bởi vì cái dòng dẫn nó sẽ là cái dòng để giúp cho anh em kiếm được nhiều tiền nhất dòng dẫn nó sẽ là dòng để dồn tiền nhiều nhất để hình thành một cơn sóng ví dụ như anh em có thể để ý những cái khoảng thời gian trước đó trong những cái lúc này này ai mà đánh về dòng chứng khoán này sẽ là những cái dòng mà gì mà có được nhiều tiền nhất và có được nhiều lợi nhuận nhất còn những ai mà đánh những cái dòng khác thì về cái lợi nhuận nó không có nhiều anh chị để ý những con như có fts này trước đó này ví dụ như bật chẳng quick lên cho anh em coi đi đúng không nó làm những cái dòng dẫn và khi, khi mà nó đi lên trước thị trường này nó kéo lên rất là mạnh nó kéo lên rất là gì là kinh hoàng anh chị và ví dụ như kiểu là cts này đúng không nó kéo lên rất là kinh hoàng đấy nhưng mà những con mã cổ phiếu như kiểu là thép ví dụ như là gì uh, nkg đi chẳng hạn thì trong giai đoạn này anh chị đánh cổ phiếu nó có ăn không có nhưng mà lợi nhuận có nhiều không không nhiều đúng không chúng ta có gì có hpg đi lợi nhuận có nhiều anh em không nhiều đúng không rồi là đánh những con mã cổ phiếu như là về về bất động sản như là gì là đích chẳng hạn lợi nhuận nó không có nhiều thậm chí là gì anh em giữ là thị trường nó còn lỗ đấy thì khi mà anh em biết được những cái điều này này thì anh em sẽ thấy là gì là thị trường của chúng ta ấy, khi mà nó có dòng dẫn anh em cứ tập trung cho em vào dòng dẫn đấy tập trung 60 80 phần trăm nguồn lực về dòng dẫn cho em thì anh em sẽ đánh một cái cơn áp trên anh em sẽ kiếm được rất là nhiều tiền được chưa và trong cùng một cái thị trường đi lên thì không có gì không có thể nào mà một dòng đi lên cả nó sẽ có hai cho đến ba dòng để đi lên thì đối đến cái giai đoạn hiện tại thì khi mà anh em để ý anh em tập trung anh em sẽ thấy là gì là ở trong giai đoạn này này nó sẽ có dòng gì ngoài cái dòng mà liên quan đến 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 chứng khoán ra à, ngoài những cái dòng liên quan đến banh ra thì nó sẽ có gì có nghĩa là trong trong một cái sóng áp trên nhé ờ, sóng áp trên này áp trên được chưa nó sẽ có gì nó sẽ có chỉ có một dòng dẫn thôi anh chị Đấy, nghĩa là gì? Nghĩa là trong một cái cơn áp trên nó chỉ có một dòng dẫn Nghĩa là ví dụ như trong cái thời gian trước trên đợt trước thì nó chỉ có dòng là chứng khoán thôi. thì trong cái thời gian này thì sóng của chúng ta chỉ có banh thôi, được chưa? chỉ có banh là gì? là là dòng dẫn, được chưa? đấy chỉ có banh là dòng dẫn thôi. đấy. tuy nhiên thì sao? khi mà nó có thị trường nó có sóng ấy, thì nó sẽ có từ 2 cho đến ba gì? ba dọc có sóng. ở. Ờ, có nghĩa là cái cái, cái dọc có sóng là cái dòng mà gì là nó đi theo thị trường, cái dòng mà nó gì nó giúp thị trường kéo thị trường đi lên, cái dòng mà nó gì nó khi mà thị trường đi lên nó cũng đi lên theo. đấy chứ không phải là nó là dòng dẫn. Có nghĩa là dòng dẫn nó chỉ là một dòng thôi Còn cái dòng mà đi ăn theo Thì là người ta sẽ gọi là dòng có sóng Em sẽ gọi là dòng có sóng Thì khi mà anh chị biết được những điều đó Anh chị sẽ thấy là ở trong cái dòng thời gian vừa qua Những con cổ phiếu nào mà nó cũng cùng cái thị trường đi lên Đấy chính là gì? Đấy chính là dòng liên quan đến 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 chứng khoán Đúng không? Chúng ta để ý những cái con cổ phiếu như là gì? Như là HCM này Đúng không? Nó cũng là dòng có sóng khi thị trường đi ngang nó đi lên này Hay là có những con như kiểu SSI này Khi thị trường đi ngang nó đi lên này Hay là VCI này đúng không khi thị trường đi ngang nó sẽ đi lên này thì đây là những cái dòng mà gì và trong thời gian tới là sao nó cũng sẽ là những cái dòng mà đi lên theo được chưa đấy thì hiện tại anh chị nên tập trung vào hai uh, hai cái dòng này này trước sau đó trong thời gian tới em nhìn thấy những cái dòng mà mà nó có sóng tiếp theo thì sao thì anh em sẽ đánh còn lại là gì còn lại trong thị trường là gì còn lại trong thị trường chỉ là sideways thôi được chưa còn lại là sideways uh, là sideways đấy anh em nhìn thấy rõ còn lại là xoay quay anh em nhìn thấy rõ bức tranh ở trong cái khoảng thời gian vừa qua em chia sẻ với anh em chưa nó giống như kiểu là cái giai đoạn của năm cái đầu tiên của năm này này chúng ta có chứng khoán đi lên rất là mạnh đúng không nhưng mà trong cái giai đoạn đó trong cái giai đoạn đó thì chúng ta sẽ đây giờ, giai đoạn này cho anh em đúng không trong cái giai đoạn đó thì những con cổ phiếu như kiểu nkg uh, của bên thép hay là của bên uh, bất động sản thì nó cũng tăng trưởng hay của bên uh, bên uh, khu công nghiệp thì nó cũng tăng trưởng đấy gần như kiểu gvr đi chẳng hạn uh. Uh, cao su và khu công nghiệp nó cũng tăng trưởng nhưng mà về cái vấn đề nó tăng trưởng mạnh là nó không có được chưa đấy về vấn đề ở trong đầu sóng nó tăng trưởng mạnh nó không có và nó không thể là bằng những cái dòng khác được đây là thuyền lên thì nước lên thôi chứ còn về bản chất là gì là nó không có tăng trưởng nhiều nên là khi mà anh em nhìn thấy một cái bức tranh tổng thể như vậy thì anh em sẽ thấy là gì là tập trung cho em vào dòng dẫn là dòng banh đấy và một dòng có sóng trong thời điểm hiện tại nữa đấy chính là dòng về chứng khoán thì anh em nên tập trung vào và chia số vốn của chúng ta gì làm sao cho nó thật là tốt tập trung thêm chủ yếu là về dòng banh còn đâu là gì một phần chúng ta nên tập trung vào những cái dòng liên quan đến đến chứng khoán thì nó sẽ là rất là tốt nha anh em nhé đấy thì khi mà anh em có những cái bức tranh tổng thể như vậy thì anh em sẽ thấy là thị trường của chúng ta ở trong giai đoạn này này nó luôn luôn nó sẽ gì nó sẽ rù tâm lý của anh chị trong khoảng thời gian sắp tới nghĩa là trong khoảng một tuần cho đến hai tuần sắp tới thì thị trường nó có thể đi ngang đấy thì trong cái giai đoạn đi ngang của thị trường này này khi nào thị trường nó điều chỉnh anh chị phải luôn chú ý đến tìm những con cổ phiếu về dòng banh mà đi mua còn khi mà thị trường đi tăng lên thì giao thì không mua nữa ví dụ như bản thân em khi mà em tư vấn cho khách hàng này để mà em có những cái khoản lợi nhuận nó lớn ấy em không bao giờ em tư vấn những cái cây kéo kể cả ví dụ như anh chị thấy như có stb này ví dụ như chúng ta mà mua ấy, là chúng ta phải mua cùng với gần biên dưới của thị trường chứ không bao giờ đi lên trên này chúng ta mua đấy bản thân em không bao giờ đi tư vấn những cái điểm mua như này kể cả nhé kể cả khi mà thị trường nó ở đây này em chỉ tư vấn mua ở tại những cái khu vực như này là thị trường hình thành nền để đi mua chứ không bao giờ đi tư vấn là khi mà thị trường nó đi gọi là 30 31 32 Mới đi mua thêm cổ phiếu em nói với anh chị đây là thị trường nó gì nó mạnh nó lựa chọn con này nó nó đi thì anh em có lời chứ ví dụ như anh em đu vào đây thì sao nó mà nó mà gì nó mà yếu nó mà đi cắm đầu xuống đây thì sao thì anh em tự nhiên ăn bốn phần rất nhiều những cái trường hợp như vậy rồi ví dụ như là CTG này anh em thấy không đúng không rồi là ACB này anh em thấy không đúng không hoặc là gì MB Bank này Đấy chính bản thân anh em anh em cũng tự trải nghiệm anh em cũng thấy mà. Thì cái vấn đề ở đây là cái điểm mua và mua nó phải là mua cùng nhịp với thị trường chung. Chứ còn ví dụ như chúng ta mua linh tinh ấy, cứ là dòng dẫn là chúng ta và, và chúng ta vã chúng ta mua ấy, thì dẫn tới là gì? Là FOMO của các nhà đầu tư nhỏ lẻ là bao giờ cũng bị thua. Được chưa? Đấy, cái giai đoạn này ấy là cái giai đoạn mà thị trường em chia sẻ với anh em là giai đoạn đầu cả. Ờ, giai đoạn này là giai đoạn đầu cá của thị trường. Đầu cá là sao? Đầu cá là cái giai đoạn mà thị trường nó chỉ có gì chỉ có một dòng dẫn và sao và cộng với một số con cổ phiếu riêng lẻ thôi thì cái kế hoạch của chúng ta là sao ví dụ như cái kế hoạch của chúng ta khi mà tham gia trong thị trường này ấy, thì lúc đầu là chúng ta phải luôn luôn là gì luôn luôn là gì trong giai đoạn đầu cá đây ví dụ như em chia sẻ rất là rõ nhé giai đoạn này đầu cá này là chúng ta sẽ phải là gì là cứ dòng dẫn Đấy, cứ tập trung vào dòng dẫn cái thứ hai nữa là gì là những cái dòng có sóng dòng có sóng này được chưa là dòng gì là dòng chứng khoán là chúng ta gì nếu có những cái điểm mua là chúng ta cứ nắm được chưa? xong đến cái giai đoạn tiếp theo là khi mà thị trường nó có sóng nó vượt 1000 ba rồi, được chưa? thị trường nó có sóng tới 1000 ba rồi, nó vượt 1000 ba rồi là cái giai đoạn thân cả. thì cái giai đoạn này khi mà anh em muốn đầu tư cổ phiếu ấy, là gần như là những cái điểm mua nó không còn nữa. thì chúng ta giai đoạn này chúng ta tiếp tục chỉ có tiếp tục này ôm cổ phiếu. Ờ à, và nếu như có mua mới thì là mua cổ phiếu về dòng dẫn khi thị trường điều chỉnh đấy khi thị trường điều chỉnh chứ còn không có chuyện là gì thị trường đi lên bắt đầu đi mua nhà anh chị lưu ý điều đó nhé được chưa đấy và gì và cộng với lại săn những cái dòng mới đấy thì khi mà anh em có một cái kế hoạch như này anh em sẽ thấy là gì là cái giai đoạn này chúng ta sẽ thấy là chúng ta đã phân tích rất là kỹ về thị trường này giai đoạn sau chúng ta sẽ thấy là gì để mà hình thành một cái cơn uptrend thì chúng ta phải có gì phải có sóng như thế nào đấy và tiếp theo là cái kế hoạch của chúng ta là như thế nào đấy là cái giai đoạn đầu cá là cứ tập trung vào dòng dẫn và cộng với lại là một phần về dòng có sóng đấy cái tiếp theo nữa là đến giai đoạn mà khi mà thị trường vượt nghìn ba là chúng ta tiếp tục ôm cổ phiếu mua cổ phiếu mới về dòng dẫn khi thị trường nó có điều chỉnh và săn những cái dòng mới đó và cái giai đoạn cuối sóng nghĩa là cái giai đoạn gì giai đoạn uh, cuối sóng nghĩa là cái giai đoạn mà 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 xương cá anh chị giai đoạn đuôi cá là ra là bán và lúc này cái giai đoạn này thì em sẽ nói sau Được chưa? Cái giai đoạn này thì em sẽ phân tích cho anh chị sau Để khi mà khi mà thị trường nó có những cái vấn đề Khi mà thị trường nó có việc điều chỉnh Thì anh em sẽ gì? Anh em sẽ đánh ở trong giai đoạn này sau Thì khi mà anh em sẽ nhìn thấy tất cả cái bức tranh ở trong giai đoạn này Thì anh em sẽ thấy là gì? Là chúng ta ở trong giai đoạn đầu cá Chúng ta đang có dòng dẫn sóng Chúng ta đang có gì? Có dòng dẫn thì dòng có sóng và dòng dẫn thì chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ để khi mà thị trường ở bên trên này này chúng ta phải có hàng để chúng ta bán hàng ra chứ không phải là khi mà thị trường nó đi lên mạnh nó vượt nghìn ba bắt đầu là chúng ta mới đi mở những cái điểm mua mới thì những cái điểm mua mới ở khu vực này cái thứ nhất là nó bị cao này cái thứ hai là biên độ lợi nhuận nó không còn nhiều và cái thứ ba nữa là nó dễ rất dễ gặp những cái nhịp điều chỉnh lớn thì khi mà gì khi mà nhỏ lẻ đu bám quá nhiều mà thị trường điều chỉnh lớn thì sao những cái nhà đầu tư đấy hoặc là những khách hàng của em mà mua hàng ở đây này có thể sẵn sàng xả ra vài triệu cổ phiếu ở trên này để gì để chốt lời thì anh chị nào vào vào sau anh chị sẽ thấy là cái rủi ro của mình nó rất là cao được chưa? Cái rủi ro của mình nó sẽ gì? Nó sẽ rất là rủi ro khi mà anh chị biên độ lợi nhuận thì không được bao nhiêu. Phải tranh giành từng cái gì? Từng cái lợi nhuận nó nhỏ nhưng mà cái đẩy đẩy cái vị thế của mình trên cao khu vực này. Thì em cho rằng là gì? Nếu như muốn đầu tư trong giai đoạn này, này thì phải đầu tư dưới một nghìn ba còn sau khi mà gì trên một nghìn là chúng ta sẽ không còn gì không còn gì để mà ăn nữa đấy nếu như có thì nó sẽ cái cơ hội nó dần dần nó ít đi được chưa còn để đến lúc mà thị trường nó quá phô mô lên trên này này thì lúc đó là sao là anh em phải nên thì thoát hàng dần ra được chưa đấy còn ở trong cái giai đoạn này anh chị cũng thấy là gần như là thị trường của chúng ta có rất nhiều những cái biến cố Đặc biệt là gì? Đặc biệt là sai lầm từ các bên Rồi là sai lầm từ các người hỗ trợ cho anh chị Anh chị có thấy là ở trong giai đoạn này có rất nhiều người này Là ở bên trên này này thì chia sẻ với anh em là gì? Là anh em vào mua cổ phiếu đi đúng không? Vào phô mô cổ phiếu đi vào gọi là full margin đi Xong xuống dưới này lại nói là quản trị rủi ro xong đến khúc khúc mà lên trên này thì bắt đầu là gì là lại bị cái tâm lý fomo của của thị trường là vào mua cổ phiếu xung rồi lại cắt lỗ nghĩa là cái đánh cổ phiếu và đánh như đứa trẻ con nghĩa là lúc mà thị trường đi lên thì bắt đầu là bảo đi mua mà lúc thị trường đi xuống thì lại bảo quản trị rủi ro thì đánh như vậy làm sao đánh được chứng khoán anh em nghĩa là nó sẽ trở thành một cái vòng lẩn quẩn mà một khi mà người ta đã bị một cái tâm lý là gì vừa bán hàng ra không bao giờ dám mua lại ví dụ như anh chị có thể thấy là anh chị vào mua ở đây anh chị xuống đây bán này thì người ta bảo anh chị bán cái là anh chị sẽ không bao giờ dám mua lại kể cả thị trường có tăng người ta cũng không dám phím cho anh chị lại Đấy đúng không? Kể cả phô mô ở đây xuống đây cắt lỗ thì không bao giờ dám mua lại. Đấy chính vì vậy nên là gì? Là nó sẽ tạo một cái vòng lặp. Vòng lặp là gì? Là cứ mua cổ phiếu trên cao xuống dưới thấp thì bán, mua cổ phiếu trên cao xuống dưới thấp thì bán, coi như là tài khoản teo tóp hết. Giống như kiểu là tạt luôn axit vào tài khoản ấy, anh chị đấy thế là nên là sao nên là cái quan điểm nó gì nó bị lồi lõm với thị trường lúc hôm thì hô lên hôm thì hô xuống hôm thì là hô thị trường điều chỉnh rồi là 50 50 có nghĩa là nó không rõ ràng nó không có một cái kế hoạch đầy đủ thì anh chị sẽ thấy là đánh nó sẽ rất là mệt đúng không chứ còn ví dụ như kiểu khách hàng của bên em là có những cái vị thế nó từ sẵn như này anh em này thì chỉ có là cái vấn đề là gì là gồng lời thôi anh em nhá chỉ có cái vấn đề ở đây là gồng lời thôi đấy và có những cái vị thế mà anh chị vào sau ấy, thì em sẽ tư vấn cho anh chị để vào để có những cái vị thế nó tốt đấy chứ còn khi mà Uh, anh em thấy là đánh trong thị trường mà chúng ta không có vị thế ấy, thì chúng ta sẽ rất là mệt Và uh, chúng ta sẽ cứ loay like, quay lần quẩn là gì tạo cái vòng lặp gọi là đi fomo lên và mua xuống cắt lỗ thì sao thì sẽ rất là dễ bị tiêu cực với thị trường nhà anh em lưu ý cái vấn đề đó nhưng là anh em là có muốn gì trở thành khách hàng ấy anh em cứ gì anh em cứ chuyển id về em em thiện này Đấy tài khoản là gì VBS Gallery NAV tối thiểu 50 triệu và đang phát sinh giao dịch thì em sẽ hỗ trợ cho anh em để vào nhóm VIP. Anh em đánh trong khoảng thời gian tới. Đấy, để làm sao để cho mình có một cái vị thế an toàn trước khi mà bị thị trường nó gì nó bất tốc nó vượt đi 1.300. Đấy chưa? Đấy, còn có thể là liên hệ với bé trợ lý là Thu Thương, số điện thoại bên dưới ở bên phía Zalo thì bé bé đấy sẽ hỗ trợ cho. Nhà anh em nhá. Thì khi mà anh em sẽ thấy là có một cái có một cái bức tranh như vậy, có một cái tầm nhìn như vậy ấy, thì anh em sẽ thấy là gì là có cái việc mà gì cứ nhìn trong phiên là đi lên thì bảo hô mua này đi xuống thì lại sợ thị trường bắt đầu chỉnh quản trị rủi ro ấy. thì sao thì cái tầm nhìn nó quá ngắn tầm nhìn từ nhà xuống bếp ờ, cái tầm nhìn gọi là cứ nhìn ở trong phiên ấy, anh em thì không bao giờ đánh được chứng khoán nghĩa là trong cái quá trình này em có phân tích cho anh em này có những cái đợt mà vào, ngày đâu đó ngày mùng chín tháng gì ngày mùng chín tháng 9 ở trong giai đoạn này này em bật cho anh em coi nhé ví dụ ngày vào ngày mùng chín tháng 9 đi là lúc đấy em có ghi là một hai năm mươi này ví dụ như một hai năm mươi đi đúng không là ngày mùng tháng 9 này thì em có chia sẻ là AD dự kiến về 1250 sẽ nhiều mã à, về nền nữa múc cover thêm còn tăng lên là không muốn nhé anh em tư duy là chỉnh sâu về hỗ trợ giá đỏ mua không đu giá xanh này mua giá xanh mà sáng xanh ba trăm chiều làm cây sàn nó đi chín phần trăm trong phiên liền nên là cứ chờ giảm để mua cho tốt nhé cả nhà lúc nào sầu sầu thú thú thì mua đúng không nên là những cái con mã cổ phiếu như kiểu mới banh này này là em đã mua đâu đó là từ cách đây đâu đó từ rất là lâu rồi anh em đây là mua mới banh giá hiện tại nhé anh chị này đã phân tích rất là nhiều trên live đúng không hoặc những con cổ phiếu như là gì là stb đã mua từ rất là sớm rồi chứ còn không phải là bây giờ mới lên phân tích là những con cổ phiếu này nó đẹp đúng không đã phân tích từ rất là sớm rồi đây ngày 21 tháng 8 này đấy được rồi được chưa Để VIP này mua từ gì mua từ 18 2 này thì anh em phải thấy là cái thì cái vị thế cũng như là cái cái nhìn tầm nhìn của em khi mà ở đây là em đã phân tích là thị trường nó đã xuống đến đây rồi và xuống đến đây chúng ta đã có những cái kế hoạch gì để chúng ta mua cổ phiếu rồi. đấy đấy nên là anh em phải lưu ý vấn đề đó và kể cả những trong những cái lúc nhìn này của thị trường là đâu đó vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì em khi mà em chia sẻ trong những cái video livestream anh em có thể thấy này ví dụ như là 95 người đầu tư tham gia thị trường sẽ gì sẽ bị thua lỗ nếu không biết điều này hay là cơ hội lớn dành cho ai hay là thắng bại tệ để mua hay là liệu có chốt non đúng không hay là gì, hay là những cái việc mà gì mua linh tinh đi cắt lỗ là em có chia sẻ rất là rõ với tất cả các nhà đầu tư và ở trong giai đoạn đấy em có chia sẻ là gì là giai đoạn này là rủi ro đúng không? xong giai đoạn này em nói là cơ hội đấy giai đoạn này em chia sẻ rủi ro nhưng mà sao nhưng mà anh em không mà coi anh em gì đi phô ở trong lại này xuống đây cắt lỗ thì vừa cắt lỗ ở đây em chia sẻ với anh em kể cả cho tiền cũng không dám vào mua lại bởi vì sao bởi vì vừa cắt lỗ xong là sao cái tâm lý nó không, nó không ổn định đâu em mà tâm lý không ổn định thì không bao giờ dám vào gì dám vào mà mua cổ phiếu cả nên anh em phải lưu ý là gì là mình phải chuẩn ngay từ đầu Đấy, đừng để đến lúc mà khi mà nước đến chân rồi với ngày thì nó sẽ rất là khó để cho anh em đánh trong khoảng thời gian sắp tới. Nhá. Đấy, nên là anh em lưu ý một điều là em có sai em chia sẻ vậy. Đấy, quan điểm gọi là khi thị trường ở trong cái giai đoạn này này là quan điểm luôn luôn nhất quán. Đấy, chứ không có như một số hệ thống khác là cứ quay qua uh, quan điểm thay đổi liên tục. Nghĩa là cứ lên thì mua, xuống thì bán đến dẫn đến là gì? Là tâm lý thì bị hào mòn, bào mòn rồi là tài khoản thì sao? Tài khoản thì sao bị gì? Bị uh, giả. Đúng không? Đấy nên là sao? nên là anh em phải chú ý điều đó và cái thứ hai nữa là khi tham gia thị trường ở trong giai đoạn này này thì sẽ có luôn luôn sẽ có một số bên là đánh theo kiểu dạng như thế này này anh em đấy đầu tiên nhá em em có thể ghi lại cho anh em này ví dụ như sai lầm trong giai đoạn này để anh em nhớ này đấy rất nhiều bên này một là gì một là không đánh được dòng dẫn đấy không đánh được dòng dẫn đấy không đánh được dòng dẫn mà mới là đi đánh lan man đấy cái thứ hai nữa là gì là gì đánh được dòng dẫn ờ à, nhưng mà gì? Nhưng mà tầm nhìn quá hẹn hẹp này Tầm nhìn quá ngắn Đấy. nên là một là gì? Một là chốt non Hai là gì? Hai là phô mô Đấy, và trở thành gì? Trở thành dẫn tới là gì? Vòng luật quật Được chưa? Đấy Và cái thứ hai nữa là gì? Là quan điểm thay đổi liên tục à, liên tục Đấy Cứ đúng sai liên tục Đấy, dẫn tới Dẫn tới là gì? Dẫn tới là gì? dẫn tới là gì tâm lý hao mòn tài khoản đi xuống đúng không đấy thì dẫn tới là cái tâm lý của chúng ta bị hao mòn và tài khoản chúng ta đi xuống và chúng ta cứ chảy mình và đưa mình vào một cái vị thế nó rủi ro và chúng ta sẽ bị một cái tâm lý nó không thoải mái là vì vậy và cái thứ hai nữa là gì là đánh lan man này ờ đánh lan man nghĩa là gì là không tập trung hai ba dòng mạnh nhất ờ không mà, mạnh nhất thị trường thì dẫn tới là gì dẫn tới là cứ em ở đây em có một số cái cái điều là em thấy là gì là có một số bên ấy, sẽ thấy nói là gì là đánh dòng nào cũng có dòng nào cũng mua cổ phiếu dòng nào cũng có một hai con em rất là sợ những cái cái việc như vậy cho anh em bởi vì sao bởi vì trong cái lúc mà thị trường nó, nó tăng trưởng ấy không phải dòng nào nó cũng đi lên không phải là dòng nào nó cũng giúp chúng ta kiếm ra tiền mà ví dụ như anh em mà tập trung đánh vào về dòng banh anh em thấy là cái lợi nhuận của nó rất là lớn nhưng mà khi mà anh em gì anh em đổ dàn trải số tiền của mình ra giỏ nào chúng ta cũng cho tiền vào thì dẫn tới là gì dẫn tới là cái tài khoản của chúng ta đâu có gì đâu có lời đâu đúng không không có lời mà thậm chí còn lỗ thêm đấy và dẫn tới là gì cái dòng mà nên tập trung dòng tiền vào thì không tập trung nhưng cái dòng mà gì không có dòng tiền bắt đầu cứ tập trung lan man vào thì dẫn tới là gì đánh như vậy nó không có lời đấy và anh em có thể thấy là ở trong tất cả những cái cơn uptrend khi mà em phân tích cho anh em từ đầu cái video như thế này thì anh em thấy là hầu hết tất cả mọi thứ là gì nó đều có kế hoạch và đều rất là chi tiết để anh em có thể theo dõi được những cái lộ trình theo dõi được những cái diễn biến của thị trường khi mà thị trường nó có những cái biến động trong cái khoảng thời gian tới để anh em thì đưa ra những cái quyết định và có em hỗ trợ nữa thì anh em sẽ rất là tự tin nha. Yeah. Nên là khi mà anh em đánh trong thị trường này này, anh em phải tìm hiểu được cái nguyên nhân lý do rồi là tìm hiểu được về cái cái sóng và sóng dẫn rồi là về những cái yếu tố liên quan đến gì, liên quan đến ngành thì anh em sẽ thấy là đánh thị trường này là sao, nó cũng cũng sẽ tương đối đơn giản. Nhưng để tìm được và chúng ta gì có một cái chiến lược nó rõ ràng thì cứ về với em thiện, em thiện sẽ hỗ trợ cho anh anh em đánh một cái cơn áp nó lớn, đánh một cái cơn áp nó mạnh để trong thời gian tới anh em có những cái cái danh mục nó tốt và nó đẹp như kiểu là gì, như kiểu là như thế này để anh em đánh sao cho nó hiệu quả anh em nhé. Rồi thì uh, buổi uh, video của uh, video ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ khá là chi tiết từ những cái gì <laughs> so với anh em nhé. Từ những cái việc mà liên quan đến kế hoạch, liên quan đến thị trường, liên quan đến tâm lý, rồi là liên quan đến cái kế hoạch ở trong thời gian tới. Nên là anh em nào gì trong thời gian này mà anh em không chuẩn bị nữa thì trong thời gian tới anh em sẽ gì? Anh sẽ em sẽ cảm thấy rất là hối hận vì sao? Vì cái lúc mà chúng ta được thời gian để chúng ta chuẩn bị thì chúng ta không chuẩn bị mà đến lúc mà khi mà thị trường nó tăng trưởng rồi chúng ta sẽ không còn cơ hội để mua nữa nha rất nhiều những con mã cổ phiếu bây giờ nó đã gì nó đã dần dần nó xa những cái điểm mua an toàn rồi đấy và anh em gì anh em dần dần là anh em phải mua cái điểm số 2 rồi nên là chỉ cần thị trường nó bứt phá lên cái là anh em sẽ thấy là thị trường nó sẽ rất là khó để đi tìm để mua nên là gì anh em nào đang sử dụng tài khoản VBS gắn ID BITN, NAV tối thiểu 50 triệu hiệu và đang phát sinh giao dịch. Về đây em sẽ hỗ trợ cho anh em. Còn anh em nào đang gì? Đang uh, có một cái tài khoản hoặc chưa có tài khoản thì anh em có thể đăng ký tài khoản nhắn tin cho bé trợ lý thu thương thì bé đấy sẽ hỗ trợ cho anh em đấy, rất mong là cái video này nó sẽ mang lại nhiều giá trị từ cho anh em để anh em có thể đưa ra một cái chiến lược cho riêng mình và đưa ra một cái kế hoạch trong thời gian tới để đánh sao cho nó hiệu quả cảm ơn anh em rất là nhiều đã dành thời gian quý báu để xem cái buổi gì xem cái buổi video này chúc anh em một cái tuần mới giao dịch thật là hiệu quả cũng như là để cái tài khoản của mình tăng tốc trong thời gian tới để phát triển trong tương lai anh em nhá cảm ơn anh em rất là nhiều